Chào các em học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập nhé. Một, thiết bị vào ra là gì? Thiết bị vào ra là tên gọi chung của các thiết bị để khi hoạt động, máy tính nhận thông tin từ thế giới bên ngoài và xuất thông tin ra thế giới bên ngoài. Các thiết bị vào ra cơ bản của máy tính xách tay thì chúng ta thấy các thiết bị vào ra cơ bản của máy tính xách tay gồm có màn hình, bàn phím, tấm cảm ứng hay chúng ta còn gọi là tấm chạm. Máy tính xách tay sử dụng tấm chạm để thay thế chuột của máy tính. Các thành phần cơ bản của máy tính thì gồm có thiết bị vào, bộ nhớ ngoài, bộ xử lý trung tâm CPU, bộ nhớ trong, thì ở đây người ta nói tới là RAM và thiết bị ra. Và một số ví dụ về thiết bị vào ra thường gặp. Thiết bị vào gồm có chuột, bàn phím, tấm cảm ứng, máy quét, máy đọc chữ, đầu đọc mã vạch, micro. Thiết bị ra, nếu như chúng ta chỉ nói đơn giản màn hình, có nghĩa đây là màn hình của máy tính bình thường, không có chế độ cảm ứng gì cả. Máy chiếu, máy in và loa. Còn thiết bị vừa là thiết bị ra vừa là thiết bị vào thì gồm có màn hình cảm ứng và máy in đa năng. Một số cổng kết nối thường dùng đó là cổng HDMI, VGA, USB, DVI, Type-C và cổng Lightning. Chúng ta qua hệ điều hành. Hệ điều hành khởi động và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp dữ liệu. Hệ điều hành kiểm soát người dùng đăng nhập máy tính thông qua các tài khoản. Hệ điều hành cho phép cập nhật phần mềm ứng dụng lên phiên bản mới hơn. Hệ điều hành hỗ trợ phòng chống virus và sao lưu dự phòng. Một số hệ điều hành thường gặp như là Windows, Android, iOS, macOS, Linux. Phần mềm ứng dụng. Một số phần mềm ứng dụng thường gặp là ví dụ như là Google Chrome, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, cửa sổ File Explorer. Trình quản lý hệ thống tệp là một thành phần quan trọng của hệ điều hành. Và trong Windows thì trình quản lý hệ thống tệp là File Explorer. Chúng ta cùng qua ý nghĩa của đuôi tên tệp. Đuôi tên tệp giúp hệ điều hành nhận biết tệp thuộc loại nào và xác định các phần mềm ứng dụng có thể mở tệp. Đầu tiên là đuôi tên tệp cho biết tệp thuộc dữ liệu loại nào. Ví dụ như là đuôi docx là đuôi tên tệp cho biết tệp này thuộc là các tệp văn bản. Dựa vào đuôi tên tệp thì hệ điều hành xác định được những phần mềm tương ứng có thể mở tệp. Ví dụ như các tệp có đuôi là PDF có thể mở bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Đuôi tên tệp SE dành riêng cho loại tệp là chương trình để máy tính thực hiện. Các công cụ Quick Access và thanh đường dẫn thì Quick Access là hiển thị các tệp hay thư mục đã mở gần đây. Thanh đường dẫn cho biết địa chỉ của tệp và thư mục. Một số thao tác với tệp và thư mục trong bảng chọn khi mình nhấn chuột phải. Khách là di chuyển, sao chép, copy là lệnh sao chép, pass là lệnh dán, delete là xóa và rename là đổi tên tệp hay là thư mục. Chúng ta tiếp tục qua mạng xã hội. Đặc điểm của mạng xã hội. Mạng xã hội là một ứng dụng ở trên Internet. Nội dung trên mạng xã hội do người dùng tự tạo ra và chia sẻ dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Người dùng có thể tạo ra hồ sơ cá nhân, kết bạn trên mạng xã hội. Phát triển cộng đồng trên mạng xã hội bằng cách kết nối tài khoản của người dùng với tài khoản của các cá nhân, tổ chức khác. Chức năng cơ bản của mạng xã hội: tạo trang thông tin cá nhân, chia sẻ những ý tưởng của mình, bài viết, hình ảnh, video, thông báo về một số hoạt động, sự kiện trên mạng hay ngoài đời, bình luận, bày tỏ ý kiến đối với nội dung các trang của bạn bè. Qua Messenger thì có thể gửi tin nhắn, thực hiện các cuộc gọi. Như vậy, chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội đem lại cho con người trong thời đại công nghệ số. Nhưng sử dụng mạng xã hội quá mức hay không đúng cách sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Và một số mạng xã hội thường dùng hiện nay đó là Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok hay là Zalo. Chúng ta tiếp tục qua mạng xã hội. Đặc điểm của mạng xã hội. Mạng xã hội là một ứng dụng ở trên Internet. Nội dung trên mạng xã hội do người dùng tự tạo ra và chia sẻ dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Người dùng có thể tạo ra hồ sơ cá nhân, kết bạn trên mạng xã hội.
Phát triển cộng đồng trên mạng xã hội bằng cách kết nối tài khoản của người dùng với tài khoản của các cá nhân, tổ chức khác. Chức năng cơ bản của mạng xã hội: tạo trang thông tin cá nhân, chia sẻ những ý tưởng của mình, bài viết, hình ảnh, video, thông báo về một số hoạt động, sự kiện trên mạng hay ngoài đời, bình luận, bày tỏ ý kiến đối với nội dung các trang của bạn bè. Qua Messenger thì có thể gửi tin nhắn, thực hiện các cuộc gọi. Như vậy, chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội đem lại cho con người trong thời đại công nghệ số. Nhưng sử dụng mạng xã hội quá mức hay không đúng cách sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Và một số mạng xã hội thường dùng hiện nay đó là Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok hay là Zalo. Các em làm bài tốt nhé!